Dân xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Chiều nay ba chị em dân lên ruộng kiếm cá về mình nấu cơm ăn. Đây. Lúa này người ta đỏ đuôi hết trơn nè. Cái người ta khai nước ra đó, đằng ta cho máy cắt vô cắt khô cái nền này, người ta mới cắt được. Mình đi kiếm mấy cái sòng bơm. Chỗ này cá quá cô ơi. Wow, cá dữ vậy. Cá nè cô ơi. Cá ụt nhéo chân luôn nha. Ở bên đó kéo qua đây, bên đó kéo qua đây. Ừ đúng rồi, rồi giữ chị với cô đó hả? Ok bà luôn á. Ok bà luôn á. Ok hay là bảo kê? Ok bà luôn đó. Rồi tôi qua bên này thấy đây hồi bước đường lấy. Ngồi đó vịnh cá đi. Chúng từ từ thôi. Có chừng cái chừng cắm đầu nha. Phan chị ơi, coi chừng nó lên trên kia đó. Phan từ từ thôi, từ từ thôi. Đấy. Hay quá chị ơi. Con đùa cá cho nó nhỏ. Kéo nhẹ nhẹ thôi. Nó vô rồi đó. Đừng cho nó đừng biết chưa hả? Đừng cho nó biết mình kéo lưới cái đụng lưới vậy chứ. Là kéo chị đi. Sát đất á. Cái này nó không biết chuyện gì xảy ra luôn rồi đó. Vô. Ê bên kia, bên kia. Rồi. Vô vô. Wow, cá dữ à. Đi. Ôi được con cá lóc quá vậy. Ừ. Ủa sao nó nhiều quá mà mình kéo ít vậy? Nó vô nó khôn quá vậy. Bởi vậy nó khôn vậy. Tính ra nó khôn hơn tôi vậy. Ồ cá rô, xúc chị, xúc chị. Nói chung là cá rô này bự chắc nó khôn hả? Khôn, nó xuống xuống dữ dội. Em coi thử có vô hàng không. Ủa, ê vô cái hang nhóc nè. Đúng không? Nhóc hết trơn. Có một cái hang màu vậy. Nó chạy ra thọt vô cái nó chạy ra. Wow, nhóc có chân trong này nè. Vậy mà nó cũng chạy ra. Cũng khôn lắm nha. Nè. Con thua luôn. Nè. Cái rô bữa nay nó bự lắm. Nó bự rồi. Ô da, nó chạy nhóc gần cái này luôn chị ơi. Yeah. Nè, dấu vô à. Nè, một con, hai con, ba con, bốn con, mọn cái bốn con. Có hai mòn. Chắc này đi mò luôn quá. Đó, hai con nữa đó. Ôi da, nó chạy ụt ụt luôn. Ý da. Đưa tao lướt anh chị. À, đã ốp lại nó không cô? Ồ, nó chuối dữ lắm luôn. Nè. Nhóc có trơn, dữ lắm, nhiều quá dưới á. Chắc mình động động nó chuối xuống dưới quá. Cô mò đứa coi. Sao cô làm thế nào nó vậy? Thiệt mà. Là trời, nó vô một hang cho cá nè. Khó không? Khó, nhóc trơn luôn. Nè, nhóc hết trơn luôn, không cần vô hang luôn. Như là mình động động nó, cắt vào nó. Ừ, đúng rồi. Mình còn rất là mang chút quá. Chị lấy đi, chị lấy đi. Ồ, nhóc hết chứ, đăng ra ngoài rồi. Quỷ nó xuống chú vô à. Ý dạ, nó xuống. Khô lắm. Da của em đi đó chị. Ừ. Còn có cái xà lan nè. Sốt. Để sốt thử nha. Em không có biết sốt cái đó nha. Ở chị ba nè. Ôi em mò, em thích mò cá. Ở chị ba làm thử nha.
hoàn cá nó bị điên cái mình mò. À, con cá này được mấy con? Chưa. Nè, 4 con. Đây. Sao em làm thử à? Bỏ cái này lên nè chị. Đãi tròn 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 gì phải không? Ha, hai con. Ha, mà được hai con à. Thôi em trải chị nè. Đi nào. Cầm. Mò nè. Chuối sâu tận dưới dấu giò dưới á. Cái gì đó. Có vụ này ngộ nha. À, kéo cá đi mò cá luôn. Đúng rồi, con, đúng con. Mấy con. À, đúng rồi. Kiếm hàng cho đó chục. Đang mò nó đây. Nhiều lắm cá luôn. Còn nhiều lắm nhiều. Hả? Nhiều lắm. Không cần đó nhưng mà giữa này cũng có nữa. Cơm lắm đó. Cái gồ cơm. Này không? Cái này đó. Đó. Chị, chị mò ở bờ, mò ở đây. Tôi mò động ra cho cô bắt. À, đó, thấy chưa? Cá đây, cá đây. Cá đây, cá đây. Nướng, 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 nướng. Ba con. Đó, hơi chơi dốt nè. Cái này mình phát một cái mình bắt chắc nè, mệt luôn á. Mình đãi một cái là bao nhiêu nè? Ồ, nhóc chân kìa, chị ba đã hay quá hả? À, má chị hồi xưa đó. Má chị nấu cơm rồi ha, mà không có đồ ăn đó. Là má xách cái này ra này, mà nhà mưa nhà đãi đó. Đấy, cá nhóc mà. Có tép cái cá ăn rồi. Mình hột nè cô thấy à. Nhóc hết trơn á. Cái này mà mình tát một cái thì bắt chắc tới tối luôn quá. Nửa thao này á. Quá gì. Bắt còn nhiều hơn kéo nữa. Đó, thấy chưa nè. Một cái bao nhiêu nè chú? Nhóc chân chị. Tại tôi chỉ là chúng mò chứ làm cái ra cho bà. Ghiền, ghiền mò rồi nè. Cá nhóc luôn á. Xịn nó dăm vô mắt rồi. Wow. Cá nào cũng có hết trơn chỗ con. Cá nào cũng có hết trơn luôn á. Thư Vũ, cái chê gì đâu chứ kiểu kia. Cái chê hả? Ừ. Chị nhỏ. Đây nè, mà nắm đít đuôi mà nó. Không có gì à. Nè, nó lên hạch trên này nè. Sao được không lực lấy len. À, có len không? Có. Nè, nó nằm trên nè. À. Nắm dính đuôi nó ra đây, nó vô thục vô nữa nè. Sao nãy không nghe la. Nè, mới đụng sao nè. Nè. Vậy là mọi nó giờ mới vô hả? Ừ. Không có gì à. Bự không? Thân mình đụng cái đuôi không hả? Cô tin cô thục tay vô đây kìa. Cô học rồi không? Được mà. Thử rồi. Nhấp trên này nha. Nè, thọc cá nó đồng giữ lên trên này nè. Ôi, cá với cá chị. Thọc đây. Trên á. Đúng không? Nắm cái đuôi nó dính này đó mà cái đầu nó. Còn cái kim trên bờ á. Trời ơi, cá sạch, cá gô vậy nha, cá chê luôn. Giờ mình đào mới được nó thôi. Mình lấy cái len kìa. Ừ. Cô lấy len đi. Tôi với là chị Định đó. Chị Định đó không? Ừ.
Thì rình bắt cái tre này mới được. Đã đi. Đã đỡ vô đây đi, hồi mình đắp lại. Nó làm trở lên đó đó. Thầy một cái là có 10 con, mấy con á thầy. Tôi thấy cái này dễ đãi lắm. Dạ không hả? Trên cho nó phải nằm trên xuống. Có dính. Dính chưa? Trời ơi nó phóng là đụt tụt vậy đó. Mà có gô một nồi luôn. Cá kìa, cá luôn. 10 con. Ra đi nó Mỹ mà. Chỗ này mình đủ ăn rồi đó. Không hả? Không, cái gai của nó cản rồi đó. Ấy đi rồi đào đi. Tới gần em. À đây nè, hai bác con luôn đó các chị. Ai cho chờ nó nằm trong ăn. Bởi vậy thọt tay mình vũ nó không ra. À, đây cô. Nè ha. Ừ. Nè, thấy chưa? Nè. Nó nuôi con chết nó không chịu ra là không chịu ra mà. Bốn hột, bốn hột nhảy. Hai ba con cá chê luôn, không phải một con. Hai ba con luôn hả? Ừ. Tôi nắm nuôi nó không ra đâu vợ. Đây một con cá chê nè. Ừ. Dễ cái đuôi. Ừ. Đó. Kêu ẹt 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 như đó. Trời ơi, vũ nó không ra nữa, nó không ra, nó không ra. Đây. Wow, thấy chưa? Dậm đuôi nó có đứt không, cách không? Cô ơi, còn cái gì giống nó kìa? Còn cái chê tôi luôn. Đó. Còn cái chê nữa nè. Mấy bắt con cái chê đó, ba con cái chê. Ba con, một hang. Ừ. Cái còn nữa hả? Rồi coi. Còn cái gô. Ủa, chạy ra. Ờ, hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Thấy không? Ờ, còn với tôi có gô hết chân rồi. Đủ gì mà nó không ra đây. Tức cho người tôi không? Tôi bắt cái gô lại vậy. Nó ra được đâu, chị phải đào vậy đó. Phải nó nhỏ quá. Nó ăn trở lên trên mà. Ngò lên hang trên. Ừ. Ở nó dưới lại nó banh sát nó với tôi rồi. Nhờ nó lên trên hả? Nhờ nó lên trên, tôi thua nó cái gì. Thảo tròn 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 tròn. Ồ, ở đây dữ lắm luôn rồi mà. Trời ơi, nó lúng với sình luôn rồi. Lúng sình mà cũng trứng cá luôn, thấy không? Khoan, bà chị đưa đà để em đẩy mạnh cho cái mạnh cá này. Cái này cá đi lắm thôi. Trong đây cá nhóc. Ôi giờ nó chạy ra nhóc rồi đó. Wow, tắt xình dữ vậy. Ai bạo như bài. Không thả ra nó mệt. Tại vì cô chính nãy giờ cô chính đào á, đất nó vô á. Nè cá nhóc nè, nhưng mà đất nó chạy xuống. Đây, đó. Cá gô. Nhiều lắm đó. Thôi được rồi, cái lỗ này cái này thải khác. Ê mình kéo một cái nó không ụt lên dữ rồi kìa. Kéo dính. Kìa nó lên rồi đó, nó chống mặt nó lên rồi kìa. Nó chống mặt nó lên rồi đó. Nó chạy quá. Chống mặt lên thôi chị ơi, kéo một quang lưới đi. Nó qua thường lứ đi chỗ khác nữa.
nè, cô thấy gì chưa? Cái này đẩy nè, siêu lắm. 4 7 thì 4 con đó, 11 con. Ừ. Kìa đó. Kéo chưa? Đi kéo. Không, nó chóng mặt. Nãy giờ nó nói chị ba làm gì nó mệt quá rồi. Ở dưới đất nhiều con. Nó trốn dưới này nè. Ừ. Cái này là người ta mấy lần đầu kia bằng gì cô chú kìa. Cái xà men. Nó giờ tôi có cãi đâu. Gì không dám nói gì luôn hả? Ừ, tôi không dám thanh luôn đó. Cô biết đấy là cái xà men rồi. À, gọi chéo nè. Đi. Kéo rồi đó, kéo đi. Bên này qua. Ồ, mình kéo qua một lần nữa coi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Im nha, đừng có nhúc nhích nha. Rồi, nghỉ thở luôn rồi đó. Ừ. Nói chuyện thôi. Ừ. Rồi. Ồ, cái gỗ. Rồi. Kéo lên cô ơi. Rồi lên luôn. Lên đó luôn. Nghỉ rồi đó. Cái này, cái này, cái này, cái này. Chưa để cho xuống lên đó. Qua nghe sao nó lúng mềm dữ vậy. 1, 2, 3 lên. 2, 3, 4, 1 lên tới bà. Chỗ trống kìa, chỗ trống kìa. Thôi để đây. Để đây mình cho mình lụm đi quý vị ơi. Có ai đâu, có ba đứa mình. Quý vị ơi. Chiêu cho nó xâm tụ cho nó vui mà ha. Dành đi lần lại có ba đứa à. Nhiều sao ha. Ừ, có ba đứa được rồi. Ba đứa nói chuyện ngày không hết nữa. Đúng rồi. Đó thấy không? Ồ đây nè. Có nhiều, nhiều rồi đó, chứ không phải chơi đâu, hơn ký rồi đó. Ký đâu khó đâu. Để chút mũi luôn hả con gứa. Chắc mình mất rửa cá quá. Ừ, rửa cá đó. Mình rửa nước mình sơ sơ luôn đi. Cá mấy chị em dân đi kéo về. À, bữa nay dân làm cá chiên giòn, làm ít đủ ăn à. Mình tẩm bột khô cá đó. Đâu vậy sao? Cho bịch bột chiên giòn khô vô. Rồi em tôi đi nung một củi nha. Dạ. Tẩm bột chiên khô này vô cá mới giòn. Về kéo chiều ăn luôn ha. Cái gì là mình đi chiên. Rồi mình bắt chảo lên. Bắt lên khói liền không chị? Cho dầu ăn vô. Cho dầu ăn thiệt nóng mình cho cá vô. Rồi chảo dầu mình vậy là sôi, mình cho cá vô. Mình có lấy đũa tiền ra không? Có. Một hồi là nó giòn dảnh hết trơn à. Vì ba rau nước mắm cho ba chờ sẵn rồi kìa. Từ từ nha ba. Đợi em chút chị ba ơi. Ngon phải không? Ngon thì vớt ra. Công nhận chị em mình tính lắm à. Ngon hiền ha. Ừ. Đi đó nữa hả? Nữa. Chưa có bỏ bột vô.
mình chiên xong rồi mình cho ra dĩa luôn, giòn góp góp luôn. Cá con chiên xong rồi đây, mời má ăn cá cuốn bánh tráng, mời cả nhà ăn cá cuốn bánh tráng với bún. Ngon, ngon, ngon quá ha. Mình lấy bánh đi, mình ăn xanh tụ đây. Xanh tụ đây, xanh tụ đi. Đói rồi. Đói rồi đâu rồi đây. Dưa leo, hẹ, gốc cá của mình, húng nhủi cũng của mình luôn. Ủa con gấp này cho bà cô. Cá đây, cá này không có xương luôn. Mình đâu nước cá nè bà cô. Chị kêu kêu giúp em ơi. Uống chiều nay ngon quá ha, khô gan. Cộng dưa leo vô mới ngon. Đây cho má nè. Mời cả nhà ăn gỏi cuốn. Đó, mời cả nhà ăn gỏi cuốn. Thấy thơm dữ vậy. Chốt chưa ăn mà cũng ừ nữa kìa. Trời cá. Bây giờ đó nó bụng mà giờ có ăn ngon quá. Cá đây hàm luôn ha. Nhưng mà mình ăn ít rồi, còn ít rồi mình thả xuống rồi. Mời cả nhà. Nó giòn ghê luôn. Đúng là cá chiên giòn. Mà có thấy mắt xương gì không? À. Là hai cái là ngon hơn rồi. Mặt cuốn của em nó dài lắm. Đúng của nguyên cái. Cá này con nè, giòn à. Dạ. Đây cuốn nha. Này rau thơm húng nhủi rồi. Xong rồi ba. Mau lắm. Em nói với chị chứ cái gì chứ ăn là em mau lắm. À, cái tôi nè. Dao này. Muốn ăn rau nào đó ăn đi. Cá nó giòn mà gói vô rau không ngon ha. Nó góp góp luôn, nó gãy á. Gói rau không, không gói bún được, ăn bún. Con nó ăn bún, bún khỏi ăn cơm. Ăn mạnh đi cả nhà cho hết. Ăn nhiều nhiều vô bà. Em chịu yên tình à. Thôi từ thua à. Con cá không béo ha. Ừ. Ngon quá rồi. Ba cuốn rồi. Ừ, bốn cuốn rồi. Ừ, cá. Cá của mình á. Đã, đã. Ngủ tay chắc sợ ma. Bắt lên bà, ngứa quá. Không bắt cái dĩa này em bắt cho. Thôi dĩa này để đó. Mấy video của mấy chị em dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.